Ơi, chào các bạn, chúng ta đến kênh YouTube Hùng Vlog. Hôm nay ngày giỗ của mẹ à, chúng ta cùng quan sát ngày gì? Xem buổi tiệc đang cúng đây. Tí nữa là các bạn xem anh em ca hát cái tên nhang cái gì đây là bàn mâm cơm cúng ngày giỗ mẹ đây. Rất là đầy đủ rồi, bữa tiệc đã cúng xong, giờ mấy anh chị em đang ngồi chuẩn bị ăn uống. Vô đây mà còn ăn ở bên đây mà cúng gì à, có ăn cũng này chứ ngon hả? Ăn nắm làm sao mà mẹ? Hai chục đó kì, mai hết rồi chú Bảy à? Không hết đâu. Làm mà, đó, làm nó cũng đau lại à? Chú học á, mua gì bắt đầu dễ quá luôn. Hết rồi, còn nắng, còn nắng xong vô sao thôi? Ở nhà không? Mẹ ra rồi cho đây. Mẹ mua gì hai chục kg nén hết rồi. Hai hả? Trên kia đó đó từ từ đi qua anh nhá luôn á đó là ngồi ăn uống rất là vui à. Luôn 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 cái tay ra mày sao về mấy rồi á? Ngày hôm nay
Ở đây, ở đây. Một câu vì anh, nửa câu vì em, cùng sắc môi môi anh nhớ từng nghe. Cứ chiều về căn có gọi đến sau, gọi anh ở bên trong môi anh. Yeah.
Thôi đấy hả? Thôi là miễn đế thôi. Chưa, miễn đế là đế. Đế thôi.